mà mình có nhiều công đức đó, thì ở trong tích hợp đó thì cái trạng thái của cái người thân tứ đạo nó sẽ như thế nào? Nó sáng và cái người đó nó vui, nó sáng, nó rất vui. Và tức đó, tại vì nó nói là nó sáng, tức đó là người đó rất vui. Không có tin là bất cứ cái gì, con mà đã có công đức rồi, xin lỗi, ai nói thì cũng biết hết, nhưng con không cãi cái chỗ đó. Còn cái người có phúc đức á, xài cái cãi, đặc biệt cái người có công đức không cãi nè, còn con người phúc đức cãi. Bởi vì con đi ra đường, con thấy mọi người làm mình nói nhiều quá là ông có phúc đức, còn tôi không công đức rồi. Tao hiểu, phúc đức, công đức là cái gì? Nha, giống như mấy ông thầy mà đang giảng này, tôi nói thầy ông có phúc đức không? Phúc đức mới lên ngồi làm thầy, chứ còn công đức. Tất cả những gì mà một vị nói thì ông không khi nào nói với người khác. Bởi vậy tôi nói là hồn hói thì còn ngủ người ta cái nhà tôi nói là đạt chuẩn á. Khi mình có bố mình nghĩ đâu, cứ mỏi gì về chùa hỏi, cứ hoài đồ mà không ra là nó không phải chỗ, nó không phải chỗ. Giống như còn thành một cái hát ở đây, có khi nào cũng ra đường một ca không? Không có, vô sân khấu ca. Khi nào mình đã đây mình đã lãnh nhiệm vụ, phổ biến thiền tông rồi, phải đến cái chùa thiền tông tôi mới nói, cho cái khi nào cũng ra đường được thôi. Nó phải hiểu cái nguyên tắc đó là vậy, nó phải đi. Dạ là cái cơ này đi công đức cũng có nhiều thì nó có xóa những cái vô minh của mình cũng thầy. Khi mà công đức của mình nhiều thì nó xóa những cái vô minh của mình không? Nó không có xóa, nó là mờ. Nó là mờ, chứ không có xóa. Nên nhớ một điều là giống như ở trong thế giới này nó sáng thì không tối nó mất. Ánh sáng mất, không tối này. Gần xóa nhưng mà nó là mờ thì trong xoay. Khi đi ra ngoài kia bằng điện từ quang thì nó không có bóng tối. Ở trong này phải âm dương mà sáng tối mà. Chứ không như là sáng tối. Là phải đúng sống trong cái quy luật này. Rồi còn hỏi tôi. Tại vì khi con thấy ở có nhiều người đạt tiến trị đạt tiến mật thì có rất nhiều người, nhưng mà cái ngã chấp của họ thì còn rất là cao. Tự mình xin nghe với tổ, nghe với thầy và tự xưng mình là kiến tâm, tự xưng mình có thể giao vào thế giới. Nên là con hỏi cái câu là công đức nhiều là nó xóa vô minh đó, thầy cũng thấy như vậy. Tánh người nó dễ thôi, 16 thứ, bởi vì nó sự là tự tham và kiến chấp, rồi cộng thêm giả. Tánh người nó dễ thì một là tự sử dụng. Đừng có chỉ cho nhà đó là tại sao mấy người tu cho tiểu thừa ra hát là chia cái gì cái này không hiểu mà không được, đừng có gì trong này có nghĩa là cái tiếng nói còn lớn quá đó, bây giờ con nói nhỏ lại được nha, nó vẫn còn cái tiếng nói còn có nó nhỏ chứ đừng người ta không hiểu tới gì mấy ông ba lá cũng dịp gì cái này dịp cái lậu hoặc tất cả cái gì vậy hết trên thế giới này chấp sự gì. Xin lỗi với ông đó, bởi vì ông diệt được cái đó thì ông mới tịnh được. Nhưng mà nó nằm ở trong quy luật nhân quả, cho nên ông đi ra đâu đó. Nó nguyên tắc là vậy, đừng tất cả. Hồi đó mình nhận 10, bây giờ dũng nhận, chứ không phải nhận là con người bắt buộc phải nhận, nhưng nhận còn chút xíu mà. Ê, nó không lợi đâu, chứ đừng có nói. Giờ anh, tôi cho anh chỉ cùng đá, anh chửi nó không đá, thì còn con người để mang theo người chửi đâu vậy. Nhận rất nhiều nhiều hơn. Chứ làm sao không chẳng, người ta không hiểu. Con hỏi đến câu cuối nha, đến xin thầy dạy con. Là thầy thường nói chùa Thiền Tông nên chuyển tới sớm thành chùa hợp lý, và mặt nguồn Thiền Tông tới những nơi khác. Và cho con hỏi thầy sau này khi mà thầy ẩn rồi thì con không biết là phải đương vào ai hoặc đến đâu để có thể biết rõ về cái đường Phật giới, không bị làm mạnh. Không bị làm mẫu cái này ạ. Để ý cháu hỏi là trong thầy có nói là cái chùa Tân Diệu này trong tương lai sẽ trở thành cái chùa vật lý và cái pháp môn Thiền Tông này sẽ di chuyển đi đâu khác, thì sau này nếu mà thầy không còn nữa thì trong tương lai cháu này muốn hiểu, muốn tu học về Thiền Tông thì phải dựa vào đâu, dựa vào ai?
Bây giờ á, thì ta đã tôi nói rồi, cái này nó không tồn tại lâu nữa. Là vì cái tánh một người mà bây giờ nếu mà cái ban quản trị tới tiếp tấu nè, nó mạnh dạn thì nó còn kéo dài, còn cái ban quản trị xung đột với nhau bỏ chùa thì cái ông nhận lý nhào vô đấy. Cái là quy tắc hơn nữa, cái chùa này đó nó thuộc về giáo hội, tôi đắc thì của tôi hiến giáo hội, nhà nước mới cho các cái chùa này. Thì cái đất này của nhà nước, cái chùa này tôi hứa cho họ tôi cắt, ông cũng tu, tôi cho thầy lại tôi tu. Thì nếu mà ban quản trị nguyên tắc, ban quản trị mạnh thì giữ được cái chùa này, còn ban quản trị yếu, nhà nước lấy, mà ông lấy thì làm gì, ông cứu, thế giờ sao? Là cái gì đâu, chỉ biết thì tâm hồn, ban quản trị biết thì mới tiếp tục được, còn không có tiền mạnh, dù tiền nó sẽ chảy đi, còn chảy tới đâu thì do người nào có tâm tài lực thì ta phải tách ra. Yeah. Rồi cắt ra thì tới nó, rồi nó cũng chạy nữa. Chứ bây giờ cái chùa này là nó thật là nó không có tồn tại lâu đâu. Tôi còn sống ở đây thì còn cãi cọ chứ mấy ông nhà nước nữa. Mà hôm nay nó lên thì tôi nói thật ra là khó mà người hùng bảo rằng gỡ cái chuyện truyền thông rằng tôi muốn anh cho giấy để tôi mở liền, gỡ ra một liền. Về trước đó mà không đưa. Yeah. Nếu mà tôi không nói ra đây thì nếu mà người nào kêu không dĩa nó kêu cả người đục bản đi, mà nên nhớ đục bản thì tao rồi anh không được quyền nói gì tao, làm phải nói cái gì thì nó cúng tao chứ nói gì vậy? Đó, và bây giờ cái này là Phật cũng biết là cái là mục đích là tao công bố ra thôi, rồi nó sẽ luôn nó chạy đi, chạy đâu? Nhưng mà nên nhớ rằng về sau cái chùa này nó có mất đi nữa thì cái nguồn tiền nó đã có người ghi chép lại rồi, quyền ký đã công bố ra khắp thế giới rồi. Thì ai có thì ta tiếp tục ta làm. Còn nếu cái này thì nó thật là do có bằng nguồn điện kế tiếp. Chứ tôi đâu có sống hoài đây. Nay tao có 1 tuổi rồi, cháu có 8, chồng mình là 85 cũng đi chứ không thể sống hoài đây. Để do cái bằng nguồn điện. Nha. Thì nguyên tắc, tôi nói cái chùa này xin lỗi, nhưng mà tôi thì tao là đói luôn. Tại tôi có cái thu nhập riêng, tôi mới nuôi giữa, nuôi nổi cái chùa này, tôi cắt nổi chùa này. Chứ nếu mà một vị thầy mà nhận cái đường thầy mà không cúng về tiền, ai vô để nó một lần, để nó mà nuôi cái chỗ này đã điều kiện. Đó là quy tắc địa lý, anh phải sống được lý mới tồn tại được. Bỏ chùa này phá được lý, hoàn toàn tôi, ta dự đi á, ví dụ ta làm một cái bản, tôi nói, không biết gì đâu, nó không được nó làm. Qua ta mà có một cái bài 500 triệu cho nó được, không biết được. Rồi đi là đi bí mật thì tao cũng làm cái gì, nói tôi chỉ cho đi làm bộ tường được. Chứ còn nói cúng để xây chùa tôi xây đồ người xây gì đó. Và tôi lưu lại những cái bàn đá mà tôi lưu lại. Và ở đằng sau tôi nói tất cả những cái gì mà tôi muốn nói trong cái vị trí đức Phật. Rồi nữa có đặt cái chùa thì ghi những tò các thập phương tới tây những điều xem cái chữ không người nói nhưng ta lại còn xem được cái chữ còn lưu lại chỗ đó nha, mình phải dùng cái cách để mình lưu lại cái này. Cái chùa này giao cái hậu rồi nó đâu có cho mà người nói chuyện ở đây đâu, cúng thì nó chịu á, tổ chức cúng tháng năm đây là nó sẽ chịu, nhưng nói chuyện mà giải thoát nó đuổi là phải thế. Con có đọc quyển 36 lụy tổ thì nói về vua Trần Thái Tông ấy, nhà vua biết chiến tranh là tạo ra nhân quả hai dòng tộc, và vua là một vị tổ rất biết là nhân quả, mà tại sao vẫn lãnh đạo nhân dân đánh bại ngoại xâm mà không để cho nó diễn ra tự nhiên? Tại sao mà thôi lúc mà hôm qua chị Tâm mà lên núi chúng ta Nguyên Tử rồi đó thì giặc Nguyên rồi qua sông xin được mà lúc đó Hồng Hoàng đã hiểu được quy định của Linh Hồi mà tại sao lại không bỏ mặt đi mà đi xuống núi để mà đánh giặc ngoại xâm? Cái thiền tâm đó mà thì ở trên nói hai cái chế này, nếu mình sống với bình thường là sống với người ai cứu của mình, cứu nước mình thì sống Phật ở tính người, còn ai mà đang tu sống với tính Phật. Vì thế cái bài
bởi vì mình nói cái đặc biệt cái thiền tông này chỉ có thiền tông mới dám chống một chống ngoại ba được. Chứ không xin lỗi tất cả những người mà tu bỏ bỏ tu kinh còn gì thấy Trung Quốc nhạo vô thẳng chạy ổ bỏ chạy đây chứng minh rằng cái Tây Tạng đó chưa môn ngồi thiền đó ha, ngồi niệm chú á anh em đem đâu đâu có vô mà sơ tái cái nước đầu đi còn mình đó, bây giờ tại sao bây giờ nó là thấy tôi nói phải học luôn trần nhân tông bây giờ giám nhà bây giờ tôi nói là cái chuyện nhỏ trong gia đình con bây giờ con tu thiền tông không lẽ thấy tụi nó vô nó cứ ăn cắp đồ con bầu cho nó ăn hết nếu mà người nghịch lý thì đã thì tôi cho phải cho nó còn vô thiền tông nữa lúc nào xài tới rồi thì phải xài lúc nào xài tới rồi phải xài chứ không phải nó đặc biệt cái thiền tông này cái gì chúng ta thần kêu mà tuy áp dụng thí dụ hồi xưa đó con không có tu thiền tông ta giữ con 10 tiếng con giữ là 8 tiếng giờ biết thiền tông rồi ta giữ 10 tiếng con cười cái không có tiếng nào hết nhưng mà con biết con cười nhưng mà nó đánh còn được đánh còn đánh lợi thành ra vậy cái chuyện tiếng bên ngoài con là không tu mà cái xúc phạm và con cướp của cướp của mình thì bắt buộc phải sử dụng bằng cái đường đuổi đi bởi vì đây là trong trần nhân tông đã có nói rõ rồi thà là giết một người và cứu được 10.000 người thì mình nhận giết một người tin nhân quả sự thật nhân quả nó có nhưng mà không chưa một điều quá nhỏ còn ở đây nó cái lợi nó quá lớn không rồi còn hỏi tiếp cho nó hỏi là trong 36 vị tổ có vị tổ hoàng nhẫn cái sinh ra của vị tổ đặc biệt hơn đó là rất rất ngài vị tổ này là tự mà lại không chịu tu được tâm thương mà lại chôn được vào bụng mẹ mà lại không qua công thức tâm thương thì nghĩa là cái vị tổ hoàng nhẫn đó là khi mà cả cha bụng mẹ nó không có tâm thương thì nó tạo gặp người đã hầu như thế nào cái này nó đúng ra tại vì cũng thần thánh quá thôi chứ thì thật cái mẹ của hoàng nhẫn là vị của ông tiều phu hàm ở ngoài rừng rồi ông này mới nhào vô và cái này là ai do cái ông thần đó ông suối cái ông tiều phu này nè lấy bà này để ông hoàng nhẫn nhào vô nhưng mà trong thực tế nói thần thánh quá nghĩa là không có chồng mà có con mà sự thật không có chồng có con như vậy lúc đó bà không nhớ nữa đâu bà không hiểu tại vì cái âm thần làm cho nó mê là mê là cái lượng nguyên tắc vật lý bóc một phải âm dương đó thành ra bảo bảo mơ mê thì ông còn nhận mới nhập vô được rồi cái thì hỏi bả nó có biết gì đâu nhưng mà sạch sẽ chứ sự thật cái trong lịch sử đã viết rồi cái ông nó tên gì nhưng mà cũng thần thánh quá lại cái ông ngũ tổ này chứ sự thật nguyên tắc là có âm dương chứ không có là ở đây có đâu. Nhưng mà cái người mà làm cho mẹ hoàng nhẫn mê là do một vị thần. Vị thần đó là có cái nhiệm vụ phải làm cho bà này. Tự nhiên bà ngủ quên đi nha. Bà nó có hiểu đâu. Bà thức dậy, bà về bà nó quyết. Nhưng mà ngủ quên. Nó nguyên tắc đó là vậy. Còn bây giờ lịch sử viết mình gọi là thần thánh quá những người xưa. Nó sai chứ bây giờ. Mà cái này nếu mà nói ra thì nó quay tầm ẩy quá. Thôi nó giấu luôn. Trong lịch sử cũng không dám biết cái này và giờ con hỏi chứ mới nói thôi chứ còn cái này nói cái này được không à, nguyên tắc của lý âm dương có phải đúng cái nguyên tắc không cũng đó thì nó nói con biết cái này thì nó cũng không nên phổ biến rộng rộng cái nguyên đó nó sai cái nguyên tắc phẩm à, thì ta bởi vậy thành ra nếu mình nói còn phạm và phạm thì không được nhưng mà tại vì bữa nay con hỏi thì mới nói vậy thành ra phải đúng âm dương của nó rồi nhưng mà mẹ hoàng nhẫn cũng quên là bị ông tiều phu hãm rồi gọi thế đi con muốn hỏi là tại sao thần có thể thu phước của người và tạo ứng trước cho họ và có nguyên tắc và tỷ lệ của cái việc này không tại sao lại thần có được thấy là rút phước của người này nhưng mà tạo ứng cho họ trước trong nguyên tắc vật lý có được cái điều này hay không thần có thể là rút phước của người của người này
cho họ trước, đúng không? Trong trong cái quy luật nghịch lý á, thần thừa hành nó có nhiệm vụ là theo dõi mình, rồi thần nhân quả nó kèm theo thi hành cái nhân quả. Còn những cái vị thần mà nó có cái nhiệm vụ mà làm những cái chuyện gì mà làm cho con người nó khác, trong giống như bây giờ con suy nghĩ là người của mình thế này, thì có ông là lính trên trời, ông là lính dưới đất, ông là lính dưới biển, không được có ông đi xét tầm thế được, thì đời thần cũng đi vào trong cái dạng này, mỗi người có cái nhiệm vụ riêng. Cái anh đang bắt đầu lộ nó không làm một cái anh lính biển được. Thì mỗi người có nhiệm vụ, phải hiểu này, nó rất tế nhị. Chứ mình đừng có, chứ mình đừng có gì đấy. Nhưng mà tuy kẻ nào thì tất cả đều là nhân quả hết. Rất ít, đến đây là không, người ta có cái nhiệm vụ để mà cái dòng thiền tâm này nó thật, nếu mà ông Phật có ủng hộ, không chạy nhẫu qua không cái đường đó. Bằng mấy ông gì thế này, cái chuyện mà mấy ngàn năm trước ông nói là vì sao nó thì tâm nó nằm ở đó rất rộng. Và mình nói vậy, bảo đó nó rất rộng, đối với đức đạo mình dịch ra rõ ràng nó là thì rất rộng, chỉ lâu là rộng, ai mà rộng nằm, nhưng cũng rộng rộng rồi, rất rộng nằm. Thì đó là cái mấy người kia người ta đã hiểu. Thì còn lại tên chứ còn là chứ còn nếu mà thư thật trong lịch sử Phật giáo có nhiều cái chỗ có cái dấu bắt buộc cái dấu không nói không ra đáng được. Con hỏi cô muốn hỏi là người thấp khối là người đang tu mà người đã tu theo thiền tông thì có cần phải có người trợ niệm để nhắc nhở? Người ta hấp hối mà lúc đấy nó không tỉnh táo thì người ta phải nhắc nhở. Người tu thiền tâm nhưng mà lúc nó hấp hối thì cũng cần phải người khác nhắc nhở họ hay là trợ niệm cho họ hay không? Không bằng tôi. Giống như cái người mà sắp bước vô tòa án là gì? Còn đứng ở trước cửa cũng có trách gì? Không bằng tôi. Nhưng mà nói yên lòng với sự thật. Đã quyết định đi vô có nghĩa là mình chết rồi sẽ tái sanh một cái đời sau, thì còn có mấy giây làm sao mà nói được. Thì cái này nói này, bởi vì tất cả những cái này người ta nói như vậy là phải cho thầy cũng được. Chứ bây giờ cả đời làm ác, giờ lúc tới đó mới làm thiện là có mong thôi đó. Nếu như mà làm để cho cái người ở thế gian người ta yên lòng vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ các chùa nó nói cái vụ này hộ niệm để cho người đó chuyển đổi không chuyển được, muốn chuyển đổi là suốt cuộc đời của mình, giống như bây giờ suốt cái cuộc gây án của mình ấy. Thì gây án tới ra tòa rồi tới ra tòa quyết định trong cái điều mấy của cái tòa của mình, mình làm sao tới cái mà con đứng ở cửa tòa con nói con người mà phải nói từ cái đầu. Mà sở dĩ mà mấy ông đó nói được này để lấy dụ để bóc tiền của mấy cái người còn sống, thứ nhất những người chết là có tiền nhiều á, nó phải để uống nước để bóc tiền. Bởi vì bởi tại sao Đức Phật nói như này, thế thế giới gian là gì? Gian tâm sầu ra lừa lòng với nhau, nó vậy chứ không phải đơn giản. Mình nói cái này thì mấy câu hộ niệm chữ tình đó nó hộ vậy nên thành ra chùa con hỏi chú mới nói cho con nghe cái sự thật không được, không phải là không Phật còn không giúp được. Nếu Phật giỏi vậy tại sao mà gia đình ông bị với cháu tàn sát mà không giúp được, ông một kỳ liên đứng đây giúp được không? Sao ông cụ một kỳ liên còn mất thành công luôn, tại cãi ông một kỳ liên là vi phạm với nhân quả. Thì thiền tâm con cần phải có cho rõ ràng ở này. Thành ra nói rõ thì đương nhiên là phải thích lòng, mà không thích lòng mới bị lỡ rồi đó. Mười quyển sách ra đừng có chịu cái đó. Vậy đó, thì bởi vì tôi nói là nếu mà trường hợp muốn hỏi cái gì, giải cái gì,
tên được gì tôi mời. Tôi đâu phải là tôi chạy trốn đâu. Và tôi nói bằng khoa học thực tế đàng hoàng cho các bạn mơ hồ. Từ tâm linh, vô hình, hữu hình tôi chứng minh được rõ ràng. Chứ còn người ta nói xin lỗi nhé. Mấy ông hỏi đi. Bây giờ nhiều khi các bạn hỏi cái vấn đề các ông thầy cho là sai. Mà không ai dám chỉnh mà tôi hỏi ông, phải trả lời đúng, không ai dám nói. Tôi hỏi một, không phải trả lời một, không ạ. Tôi hỏi đằng này, không trả lời đằng kia, người sau, đằng sau. Không biết cách nói lại. Giống như trù hợp bằng cái gì anh chị ở nào không? Trong đấy là biết, giải đáp thì đâu ấy. Biết thì đã là không biết đừng thôi. Tôi chịu đâu đó. Ông nói là biết thì đã là biết tôi. Tôi cảm ơn. Vâng, ông nói là ông nói vô sự sổ, ông nói chứ sao cùng ông về không? Ông không có lỗi quá nào, nó hỏi có lỗi. Tôi phải mấy cái người mà hỏi cho mình đó. Nếu hỏi cho mình, tôi phải mấy người đó. Bởi vì thứ mình, thứ mà già thiệt là đó, tôi cho đốt á, anh đã đốt kiểu nào đó. Tôi, anh đốt càng nhiều, tôi phải tại vì đấy. Đốt càng nhiều thì chứng minh rằng già nó mới thiệt. Còn ở đây hỏi càng nhiều, càng gây gắt luôn từ đầu. Chứng minh là tôi có bằng lãnh đạo đây. Thế không có được đó, cứ lo phải chứ là. Mà tiếp đi. Con cảm ơn. Hết giờ. Dạ cũng đã giờ cái buổi giải đáp hôm nay ấy, thì xin quý vị nếu có đặt câu hỏi nữa xin quý vị đặt ngoài cái hộp email của chùa là Thiền Tâm 2013 @gmail.com. Rồi thôi, nếu muốn hỏi thì đừng đỡ tụi mình hàng rưỡi. Thì cái đó cho tiêu chuẩn đạo tôi hỏi thì tôi còn